Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rờm Vlog cả nhà. Thì quý ông bà, cô chú, hiện giờ Nguyên Rờm đang ngồi ở gần khu vực nhà mồ. Thì ở đằng trước đó quý ông bà, cô chú, khi mà Nguyên Rờm làm cái thuật chiêu hồn đó thì có một cái con quỷ xuất hiện cả nhà. Quỷ đó mặt mày trắng bệch à. Đó, thì hôm nay thì Nguyên Rờm quay trở lại để tìm hiểu xem là ở lần trước đó quý ông bà cô chú, thì khi mà Nguyên Rờm chiêu hồn thì cái con quỷ này nó xuất hiện là ở bên ngoài nha cả nhà, ở bên ngoài ngay cái cổng đó cả nhà, xuất hiện bên ngoài đó. Thì mình không biết là nó có ở bên trong hay không đó, nhưng mà mình thấy nó xuất hiện ngoài. Khi đó thì mình kêu mình mời lại để hưởng đồ cúng, để trò chuyện, nhưng mà không chịu lại gì nè, đó làm gì đó cả nhà. Thì hôm nay thì Nguyên Rờm quay lại, nói chung thì quý ông bà cô chú cũng đã thấy đó, thì Nguyên Rờm khi mà phát hiện cái vong nào thì Nguyên Rờm đều tiến hành để tìm hiểu và có thể giúp đỡ được gì thì mình giúp cả nha. Đó, thí dụ Nguyên Rờm có thể giúp cho họ được giảm bớt những cái nghiệp chướng, hoặc là có thể đưa họ về chùa cho họ tu đó. Đó thì cái đó là tùy theo vong nha cả nhà. Chứ còn những cái con quỷ này thì mình chưa biết như thế nào, không biết là hiền hay dữ đó, cho nên là Nguyên Rờm cũng chưa có thể nói được gì. Thì thôi, thì bây giờ thì Nguyên Rờm xin mời quý ông bà cô chú anh chị mình cùng Nguyên Rờm tiến vào bên trong nha. Ok cả nhà, thì hiện giờ thì Nguyên Rờm cũng đang đứng ở bên ngoài, ở gần ở khu vực ngôi nhà mồ đó cả nhà. Thì bây giờ thì mình tiến vào bên trong nha cả nhà. À, quý ông bà cô chú thấy đường mưa hổm dài, mưa quá chừng mưa luôn đó, cho nên là Nguyên Rờm cũng không có đi quay được cả nhà. Đó, thì thời tiết hiện giờ là đã vào mùa mưa quý ông bà cô chú ơi. Đó, cho nên là cái công việc mà đi quay vào đêm thì nó cũng rất là khó khăn đó, cho nên là đôi khi đi được quay có video quý ông bà cô chú mình xem, còn đôi khi mà mưa mình đi không được thì bữa đó thì không có video cả nhà. Như hôm trước, hôm qua đó là Nguyên Rờm không có video vì trời mưa. Wow, cái cửa này mình vào đây cả nhà. Thì chắc có lẽ là ai đó đã đóng lại, chứ thật sự cái cửa này gió thổi không nổi đâu. Cửa này bằng sắt mà to lắm. Thì ở lần trước mình thấy đó, là mình sợ là cái vong này không phải là ở bên trong này, mình sợ nó ở bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài thì mình thấy không có gì chứ nè. Ở đây chỉ dọn dẹn có những cái một hai bụi chuối, với lại đây dài dài đằng kia thì cũng có vài cái cây lớn thôi, mà mình không biết là nó từ đâu đến đâu. Đó, thì lần trước mình thấy xuất hiện ở đây, thục ló ở đây, và mình gọi thì nó không có chịu lại, không chịu lại gần mình cả nha. Để mình thử mình tiến vào đây thử nha. Ở trong này, bên trong này thì mình đến gặp đó, thường xuyên thì mình có thể giúp đỡ được sớm. Sợ bên ngoài không biết là cái chỗ của nó trú ngụ đâu, khó cho cái công việc mình giao tiếp và mình giúp. Vong này chắc con quỷ này chắc ở bên ngoài vào rồi cả nhà, vô đây mình không thấy rồi nè. Đi vòng ở đây đó quý ông bà cô chú, thấy không, cái lu này hổm dài là mưa, mà cái lu này nó đầy luôn nè, lu nước nè đầy tràn trời luôn. Gì đây? Bịch đen làm tưởng cái gì. Rồi hôm nay không thấy nữa rồi, chắc có lẽ là Nguyên Rờm mà xin phép tạm ngưng thôi cả nhà, để Nguyên Rờm chuẩn bị và Nguyên Rờm cúng nha cả nhà. Ok cả nhà, thì Nguyên Rờm cũng đặt góc quay như thế này nha quý ông bà cô chú. Vì ở lần trước đó, khi mà Nguyên Rờm làm cái thuật chiêu hồn thì
cái vong quỷ xuất hiện từ ở bên ngoài đó, cho nên là mình nghĩ chắc có lẽ là cái vong này từ bên ngoài chứ không phải là ở trong khu vực nhà mồ này đó, cho nên mình đặt như thế này, nếu có xuất hiện thì chúng ta có thể dễ thấy hơn nha cả nhà. Thì hiện bây giờ cái vong này là mình không 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 chưa có biết là ở đâu, cho nên là mình đặt máy như thế này và mình cúng kiến ở đây, không biết có xuất hiện không thì đó thì nguyên rồng cũng chưa biết được nha quý ông bà cô chú. Thì quý ông bà cô chú à, thì vừa qua thì ở Nguyên Đồn nói chung là cũng gặp một cái sự cố, nói chung là xíu nữa thì Nguyên Đồn cũng không có còn để đi quay video cho quý ông bà cô chú xem nữa đó, vì vừa qua thì mình cũng đã bị một cái vong quỷ đến để gọi hồn mình đi cả nhà. Thì cũng may mắn, nói chung là cũng may mắn là cái số mình cũng chưa có tặng đó, cho nên là mình được ông già cứu giúp đó. Thì quý ông bà cô chú cũng thấy đó, thì Nguyên Rồng cũng như những cái vong khác trước đây Nguyên Rồng đã quay đó, thì hôm đó là mình cũng như những cái vong linh khác thôi, được một sự giúp đỡ của một người khác đó, cũng như hiện giờ Nguyên Rồng cũng đang tìm hiểu để giúp đỡ một cái vong quỷ như vậy đó cả nhà, thì cũng tương tự nhau như nhau đó. Thì chúng ta thường thì quý ông bà cô chú á, thì chúng ta làm việc thiện, làm phước thì sẽ có ơn trên phù hộ chúng ta đó, cho nên là quý ông bà cô chú mình cứ việc chúng ta có khả năng như thế nào thì chúng ta giúp như thế nấy đó, mình cứ việc làm phước để tạo công đức để sau này chúng ta có thể là được về Tây Phương Cực Lạc cả nhà đó. Khi mà chúng ta thác đi thì cũng không có phải vắt vao vưởng như những cái vong linh thường thường quý ông bà cô chú cũng đã thấy đó. Thì những cái vong linh mà Nguyên Đồng từng đi giúp đó là họ khi còn sinh tiền họ làm việc nói chung là sát sinh hại mạng, hoặc là không có tu niệm, không có biết làm phước đó, cho nên khi họ họ mắc họ phải chịu nghiệp, họ phải vắt vao vưởng như vậy đó, để trả nghiệp đó cả nhà. Thì quý ông bà cô chú á, thì Nguyên Đồng cũng chỉ nói sơ về cái phần đó thôi, còn quý ông bà cô chú mình ai phát tâm như thế nào thì có thể làm phước được cái nào thì được đó, thì cái đó thì do quý ông bà cô chú. Thì thôi thì Nguyên Đồng cũng xin phép là tạm lánh mặt một xíu nha cả nhà, vì mình nghĩ cái vong quỷ này không phải là ở trong vòng khu vực nhà mồ này, cho nên là cũng lên chắc là nhát như này.
Thì quý ông bà cô chú á, thì từ sớm giờ á, thì ông rờm cũng đi qua bên ngoài. Nói chung mình ngồi ở bên cái chỗ cái bộ ghế bầu băng đá đó cả nhà. Đó thì cũng đó cũng thời gian cũng lâu. Đó thì mình không biết là ở bên trong này là quý ông bà cô chú mình xem có thấy cái vong đó xuất hiện hay không. Đó. Làm gì thục ló đó, vô đây nè, đi vô đây nè. Thì cả nhà ơi, nó thục thục ló đó mà mình quắt vô đây không chịu. Có đồ ăn nè, có đồ ăn nè. Không chịu vô cả nhà. Vô đây không vô, đứng núp ló đó làm gì? Quá khó hiểu. Mặt trắng tư. Ăn bánh không? Ăn bánh không? Bánh không? Để lấy. Không chịu vô mà ăn bánh cũng không ăn luôn. Thì quý ông bà cô chú à, cái bông quỷ này không biết như thế nào, chắc có lẽ là chắc còn sợ sệt một cái điều gì đó mình không biết cả nha. Không biết là sớm giờ có vô đây không biết. Vô đây nè. Không, lắc đầu không chịu. Vô đây đi, tôi đâu có làm gì đâu mà sợ. Không hiểu luôn. Thì cả nhà mình nói chung á, là mình cũng rất là muốn tiếp cận và giúp đỡ cho cái vong này nha cả nhà. Nhưng mà sao nó cứ thập ló không chịu vô. Đâu rồi? Thì cả nhà cũng đã thấy rồi đó. Thì Nguyên Đồm cũng kêu rất là nhiều lần mà không không chịu vô. Không biết sao. Thì quý ông bà cô chú à, thì chắc có lẽ là cái vong này nó không chịu vô là này là lý do như thế nào thì mình cũng vẫn chưa biết nữa. Đó, vì mình chưa có giao tiếp được. Cứ gọi rồi lắc đầu không à. Thì thôi chắc có lẽ là đến đây thì Nguyên Trơm cũng xin khép video lại quý ông bà cô chú ơi. Thì quý ông bà cô chú mình có yêu quý kênh của Nguyên Trơm thì xin quý ông bà cô chú mình hãy đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những cái video mới nhất của Nguyên Trơm nha cả nhà. Bye bye cả nhà.